Giới thiệu cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món cơm độn sắn nhá. Mời cả nhà ăn cơm độn sắn nhá. Cách nấu cơm độn sắn cực ngon luôn.
Đây nha, bắt đầu cho cơm với sắn này. Đấy, cơm độn sắn đây nhá. Bắt đầu bật bếp. Cơm nấu cơm với sắn, trộn sắn nấu nồi cơm điện các bạn ạ. Đấy. Đấy, bắt đầu tiến hành nấu nhá. Rồi, nồi cơm đã chín đã bắc ra các bạn nhá. Nào, bây giờ bắt đầu mở cơm, nồi cơm sắn ra. 1, 2, 3. Wow. Cơm độn sắn cả nhà ơi. Bở tung hết rồi. Ôi, cơm sắn. Những năm 70, 80 đây các bạn. Sắn nó bở tung ra thành cơm hết rồi. Sắn bở với cơm hết rồi. Ngon quá. Đây là cơm độn sắn thời bao cấp cả nhà nhá. Cơm độn sắn thời bao cấp. Mùi đúng không? Hương vị ngày xưa. Hương vị ngày xưa thời kinh tế khó khăn. Năm nay kinh tế cũng khó khăn cho nên là phải ăn cơm sắn. Cơm sắn ăn cơm sắn với muối vừng mọi người nhá. Đây là muối vừng. Đấy. Còn ngon quá. Nấu cả cái củ sắn này. Cả cái khúc sắn nhiều quá. Rất sắn. Cơm độn sắn cả nhà nhá. Đây. Đấy, cơm độn sắn này mọi người ơi. Cơm độn sắn này. Sắn nó bở nó tung ra với cơm hết. Mùi hương vị ngon lắm. Này, ăn cơm độn sắn ăn với muối vừng nhá. Đấy. Wow. Đấy. Ngon chưa? Nó bở. Nóng lửa. Sắn nó bở tung rồi nhá. Nấu nửa miếng sắn ấy thì được cái nấu. Ít sắn nó nhiều quá, nhiều sắn quá. Sắn bở tung rồi. Vậy nó tẩm sắn thì nhiều quá. Quá ngon.